Hai anh em chúng em đã quay trở lại kênh Katim.com. Trong video này mình sẽ review một sản phẩm rất là nổi tiếng mà mình nghĩ là ai cũng biết sản phẩm này. Về tuổi thơ thì ai cũng biết rồi, nhưng nếu mà ai mà 89X thì tuổi thơ đều biết. Còn những bạn, những nhóc bây giờ thì ai cũng biết đến sản phẩm này. Vâng, đó là gậy Như Ý, gậy Tôn Ngộ Không, gậy Tế Thiên Đại Thánh. Chị Xó chưa, cực kỳ độc và lạ. Và mình nghĩ là chắc là chưa có kênh YouTube là review sản phẩm này á. Đấy rồi, em xem đây, bọc rất dài luôn nhá. Em khoảng 3cm, 2, 4, 6, 8, 10, 11, khoảng 1m4 anh em ạ. Rồi, dài vãi. Đấy nên mình phải quay ở dưới đất này. Rồi, em xem sản phẩm này có đẹp không nhá. Nhìn trộn. Gậy Như Ý Tôn Ngộ Không 39.040.000 là mình áp mã rồi. Gậy này hình như là 200 gì đấy. Mở đây á, không biết mở như nào luôn. Bọc khá là dị. Đấy. Wow, vô vàng rồi, đẹp vô. Vâng, gậy này anh em múa võ tập võ tốt rồi. Đấy, ôi trời ơi. Vâng, nhạy inox. Wow, đẹp đấy. Wow. Đây anh em, trời ơi, úi trời. Wow. Đây, như vậy là nó có 3 phần chính đây, phần giữa đây. Đấy, phần giữa thì khoảng 2, 4, 60cm, đấy, màu trắng. Đấy, anh em nghe tiếng là đủ biết rồi nhá. Kim loại. Đấy. Và ở hai đầu thì là màu vàng. Chiều kích thước là 2 này, 40. Đấy, hơn 40 đấy. Khoảng 40 đấy. Thì mỗi đầu và 40 là 80, 80 với cả 60 là 1m4. Đấy, đúng không? Chuẩn luôn đúng không? Đó, và trong là rỗng nha anh em. Hay vãi. Nhưng mà giá hình như là khoảng 200 thì phải. Đấy, 200 mình nghĩ là hơi đắt. Trong này rỗng này anh em. Đấy, mình cứ tưởng đặt cơ, đặt thì tầm nó nặng. Mình tầm như này mình thấy hơi nặng này. Đấy, anh em muốn xem mình múa không? Múa gậy không? Thực sự thì không biết múa gậy. Múa phải nghệ thuật, phải đi học, học võ, học viết, học múa thì mới biết múa đấy. Chứ bình thường sao múa được, nhưng mà dày, gậy dài lắm. À, nhưng mà ở hai đầu nó bị móp nha anh em. Đấy, sản phẩm mình nhận được thì sẽ bị móp ở hai đầu này. Không biết anh em nhận thì có bị móp không? À, không biết anh em mua thì có sao không? Đấy. À, cái này như là dán luôn, họ dán vào thôi. Đấy, chứ bình thường này, nó trắng hết như này này. Và cái đầu là họ dán vào. Hai cái đầu dán vào. À, cái giấy này mua ngoài đấy mà. Đấy, anh em có thể đơn giản thôi, nhưng mà ai mà thừa tiền thì mua đấy. Còn mình mua là cũng không thừa tiền đâu nhá, mình mua để review cho anh em xem đấy. Còn ai mà không có tiền thì kiếm đại cái thanh nào không dán cái giấy này vào thanh gậy tôi không luôn. Trời, làm quá đơn giản đúng không? Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Đấy, cho ai muốn ôn lại tuổi thơ hay là muốn biến thành tôi Tế Thiên Đại Thánh, tôi không bay biết nhảy nhót các kiểu, có 72 cái thần thông gì đấy. Rồi, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm gậy Như Ý, gậy Tôn Ngộ Không. Anh em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông, ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhá. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới video nhá. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye. Gậy Tôn Ngộ Không với gậy bóng chày mình review đấy, để xem lại trong kênh YouTube mình nhá. Tuổi thơ dữ dội luôn.